Chào mừng các bạn đã quay trở lại với D Channel. Mặc dù là còn phải vài tuần nữa thì Apple mới chính thức tung ra dòng iPhone 13 cùng với những sản phẩm khác được rất là nhiều người dùng mong chờ. Ở những video trước thì mình đã mang đến cho các bạn những thông tin về iPhone 13 hay là MacBook thế hệ mới cũng như là iPad mini thế hệ 6. Còn ở trong video ngày hôm nay thì tiếp tục là một sản phẩm nữa nằm trong hệ sinh thái mà Apple chuẩn bị ra mắt và cũng rất được người dùng đón nhận, đó là đồng hồ thông minh Apple Watch Series 7. Khác với thiết kế từ Apple Watch Series 4 đến 6 thì năm nay Apple Watch Series 7 sẽ có thiết kế vuông vắn hơn thay vì bo cong các cạnh như những thế hệ trước và có phần đồng nhất với iPhone 13 và 12. Theo John Bosser thì chuyên gia rò rỉ thường đưa ra các thông tin chính xác về sản phẩm mới của Apple, vừa nhá hàng loạt hình ảnh về Apple Watch Series 7 được dựng từ dữ liệu CID. Loạt hình ảnh này cho thấy Apple Watch Series 7 sẽ có thiết kế vát phẳng giống như là iPhone 12 và có nhiều tùy chọn màu sắc mới. Cụ thể là Apple Watch Series 7 sẽ có thiết kế mới vuông vắn hơn, tương đồng với dòng iPad Pro 2021 và iPhone 12. Tuy nhiên thì các cạnh vẫn bo tròn vừa phải để không làm lấn cấn tay người đeo. Thay đổi này thì cũng không có gì ngạc nhiên khi mà Apple đã mang thiết kế vát phẳng này lên tất cả các sản phẩm của mình, bao gồm iPhone 12, iPad Air 4, iPad Pro và iMac mới hiện tại đều đã có thiết kế phẳng. Thậm chí là còn có nguồn tin cho rằng MacBook Air mới cũng sẽ được làm phẳng hơn. John nói thêm rằng Apple Watch Series 7 sẽ có kích thước màn hình dự kiến là sẽ không thay đổi, tuy vậy thì viền màn hình có thể được làm mỏng hơn. Điều đó có nghĩa là Apple Watch sắp tới có thể là sẽ nhỏ gọn hơn một chút. Apple Watch Series 7 mới thì vẫn sẽ dự kiến là dùng tấm nền OLED thay vì Micro LED. Thiết kế của nút vặn Digital Round, nút bấm và micro sẽ không khác biệt so với thế hệ trước. Hình ảnh John Bosser đăng tải cho thấy loa ngoài được làm lớn hơn trước rất là nhiều. Khả năng cao là Apple sẽ nâng cấp mạnh về âm thanh cho Apple Watch Series 7 và nó cũng sẽ được dự kiến là có nhiều màu sắc mới, trong đó bao gồm màu đỏ và màu xanh dương lục, tương tự như màu của iMac M1 và AirPods Max mới gần đây. Apple Watch Series 7 dự kiến là sẽ có chức năng theo dõi đường huyết nhờ vào cảm biến quang học mới. Tin đồn về Apple làm việc trên một cảm biến đo lường đường huyết không xâm lấn lần đầu tiên được xuất hiện vào năm 2017 và công ty dường như là đã có thể tích hợp cảm biến này trên đồng hồ mới của mình. Và mặc dù là đồng hồ thông minh này chưa được ra mắt, thế nhưng mà hiện tại thì các mẫu Apple Watch Series 7 nhái đã được bán tràn lan trên mạng, chủ yếu là tại thị trường Trung Quốc. Dựa vào những tin đồn rò rỉ này mà các phiên bản nhái của Apple Watch Series 7 đã được sản xuất và bán ra thị trường. Các hình ảnh về một phiên bản nhái cực kỳ tinh vi của Apple Watch mới đây được một người dùng Twitter có tên là Majibu đăng tải và cho thấy dù là hàng nhái nhưng trông không khác gì là hàng thật. Từ các thiết kế thân đồng hồ, dây đeo cho tới các chi tiết nhỏ như là vòng xoay Digital Crown, nút bấm và thậm chí là còn có cả một phiên bản thép không rỉ. Trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc thì cũng xuất hiện nhiều đoạn clip mở hộp phiên bản nhái của Apple Watch Series 7. Chiếc đồng hồ nhái này có tên là IWO7. Tất nhiên là về mặt phần mềm và trải nghiệm thì phiên bản nhái này không thể nào so sánh được với hàng thật. Thực chất thì việc hàng nhái xuất hiện tràn lan trên mạng kể từ khi mà sản phẩm chính thức còn chưa ra mắt là một việc thường thấy tại Trung Quốc. Các đơn vị sản xuất hàng nhái thường dựa trên các tin đồn về hàng thật để tạo ra một phiên bản sao chép thiết kế y nguyên nhằm bán cho những người dùng không có hiểu biết về công nghệ, và mức giá của các sản phẩm nhái này cũng rất là rẻ, chỉ bằng 1/10 so với hàng thật. Bởi vậy thì người dùng nên cảnh giác với các chiêu trò bán hàng giả của các thương gia lừa đảo. Và nếu các bạn có quan tâm đến những sản phẩm Apple chính hãng thì mình sẽ để link dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nha. Và hiện tại thì Di Động Việt đã bắt đầu đăng ký nhận thông tin iPhone 13 cho khách hàng quan tâm. Và khi đăng ký thì các bạn sẽ có những chính sách và quà tặng hấp dẫn. Chi tiết thì mình sẽ để ở link cho các bạn tham khảo nha. Các bạn chỉ việc click vào thôi. Và ngoài những thiết bị công nghệ thì hiện tại Di Động Việt còn đang bán các sản phẩm hỗ trợ mọi người trong mùa dịch Covid như là máy tạo oxy, máy đo nồng độ oxy và các bộ kit test Covid, đặc biệt là chương trình chia sẻ thuốc không đồng cho bệnh nhân F0. Nếu mà quan tâm hoặc biết có ai cần thì các bạn đừng ngần ngại chia sẻ link bên dưới này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!